Em không chịu đâu, lỡ như nó mất cái nhẫn sao? Gì vậy trời? Hả? Nó mất cái nhẫn của em. Gì vậy bà, làm gì vậy bà, nói cái gì kiểu gì vậy trời? Nó mất cái nhẫn của em rồi. Cái gì mà làm bà khóc luôn trời? Hello mọi người, lại là bên đấy, Jun nè. Yo, thì clip của ngày hôm nay là mình sẽ đi cho luôn này luôn đó. Hôm bữa giờ mình làm những cái clip cho anh này á, là kiểu như là những cái bạn fan trên kênh của mình á, vô bên anh này đã kêu anh này sao mà tội vậy, anh troll anh này ác quá, anh đừng có troll anh này nữa, thương chị anh này. Nên vì thế bé xem được mấy cái bình luận đó là bé có một cái tư tưởng, bé kêu bé là nóc nhè, bé có một cái thế lực là những bạn fan là chống lên cho bé, bé không sợ gì cả mọi người. Tôi nói cái gì là bé cũng bật lại tôi hết. Nên vì thế, nên vì thế là sao ta? Vì thế, ở vì thế là vì thế mọi người, nhưng mà tôi vẫn cho nha, tôi không có sợ bé nữa. Mình sẽ ghi lên chỗ này nick của mình đã bị hát. Đó đó, mọi người thấy tôi đang làm gì không? Đây nè, đấm vỡ mà mọi người luôn nè. Mình không ngờ là mẹ mới có được một tí fan như vậy à. Mày mẹ lớn giọng với mình hôm bữa là mình kêu là Uni ơi. Mình mới kêu là Uni ơi thôi, mày mẹ kêu cái gì? Ông muốn gì? Ông kêu tôi làm gì? Sao? Đó mọi người thấy không? Mình mới nói như thế thôi mà mẹ dám lớn tiếng như mình. Trời, tôi con trai, tuy là con trai nhưng mà tôi cũng buồn, tôi cũng sợ chứ. Tôi cũng tủi thân chứ, đúng không? Nhưng mày đâu chỉ dừng lại ở đó, hôm bữa là bé nhận được cái biểu cảm gì à, rồi bé đeo vô cái con nhân vật của bé, rồi bé kêu là mình là anh Vui ơi, anh thấy cái biểu cảm của con nhân vật này đẹp không? Gì vậy? Gì tự nhiên đang nói chuyện mà nào vô say vậy chạy? Đó, rồi xong mình mới kêu là cái biểu cảm của con nhân vật này nó ngu quá. Đó, tôi mới nói là cái từ ngu quá thôi. Rồi cái bé lớn tiếng với tôi, bé kêu cho ông hết thương tôi rồi đúng không? Ông muốn ngủ gầm cầu đúng không? Tôi cho ông xuống ông cống ông ngủ luôn. Nói gì thì nói, Uni là con gái, mình là con trai, đôi lúc là mình phải nhường nhịn Uni một tí xíu. Nhưng mà cái gì là không được mọi người, tự nhiên rồi đôi lúc mà nói kiểu đó là tức nước vỡ bờ sao đúng không? Đi một ngày dài là mình phải học một sàn khôn, lấy lành đùm lấy tí tua, phi phai xong gia thành bè. Nãy giờ thì cũng hơi dài dòng, bây giờ mình sẽ nói cho mọi người biết cái cách màn tròn luôn nha. Thì đầu tiên á là mình sẽ vô đây mình ghi là nick của mình đã bị hack. Quay sau đó là mình sẽ kêu là chiếc nhẫn kim cương này với lại cái tên thầm chắc chắn là phải chia tay đó. Tại vì cái ad của mình đã bị hack rồi. Ê nhưng mà có khi nào làm clip này xong cái ad của tôi bị hack thiệt không chạy? Ê không không được không được, nói xui nói xui. Thì muốn cho Uni tin, bây giờ là mình sẽ vô điện thoại này mình bấm về phòng bạn bè. Đó, mình thấy Uni đang online đúng không? Mình sẽ bấm vô đây. Mình sẽ ký tên cho Uni. Mình sẽ ghi là người đàn bè xấu xe đọc bé đăng bài luôn. Vẫn mặt thế này. Vậy sau đó là mình sẽ đổi AVT luôn. Ủa bây giờ AVT đổi sao mọi người? Lâu quá tôi không chơi. À đây 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 đây. Mình sẽ đổi thành ảnh Miêu cơ trưởng nha. Đổi. Sau khi đổi ảnh là mình suy nghĩ lại cái dòng caption của mình rồi. Nick này để đi ra khỏi đảo Cây Gia. Đó. Tôi cũng chịu luôn. Ui mọi người nhìn giống cái ad clone không? Đúng không? Đúng không? Đó, hơi bị vô rồi á. Nhưng mà trước khi mà chúng ta vô ad phụ tới với clip là mình phải quay đây cái đã mọi người. Đi thôi. Quay trẻ kiều mini game, đây là clip của ngày hôm qua thì vẫn giống như thường lệ thôi. Tên của mấy bạn là nó sẽ nằm trong cái vòng quay này. Bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất nha. Quay này, không biết hôm nay ai là người trúng giải. Rồi bạn Quang Thận Hòn. Bước 1 hoàn thành, bước 2 là tên, bước 3 là ID, bước 4 là gấu mềm mại. Hiện tại là mình đã mua cho bạn ấy cái gối này thành công rồi. Em nhớ là vô thôi chích thôi nhé. Và tiếp đến là mini game của ngày hôm nay. Ui, hôm nay có gối mới à. Cái mối gì đi mim người tiết gì nè. Wow, này là bộ nữ nha. Cái gối này cũng xinh quá trời luôn nè mọi người. Nó vừa đủ dưới 129.000 luôn. Thì vẫn như thường ngày nha, mình sẽ tặng cho mọi người là một cái gối bất kỳ ở trong cửa hàng dưới 129.000. Những ai mà muốn tham gia, đầu tiên là mấy bạn hãy vô kênh YouTube Jumbi Play của mình nè, rồi mấy bạn kéo xuống là mấy bạn sẽ thấy kênh Jun Thúi nha. Rồi mấy bạn hãy cho mình một nút là đăng ký kênh và ấn cái chuông. Đó, hôm qua là mình mới chơi game kinh dị với lại Uni nè. Đó, bước đầu tiên là mấy bạn chỉ cần đăng ký kênh ấn cái chuông thôi. Còn những bạn nào mà không thích đăng ký thì có thể là quay xem ủng hộ mình cũng được, không sao cả. Bước thứ hai là bình luận tên. Rồi bước thứ ba là mấy bạn hãy vô cài đặt nè mấy bạn, sao chip ID lại. Những bạn nào mà muốn mình tặng gói bắt buộc là phải có ID mình mới tặng cho mấy bạn được nha. Còn bước thứ tư là mấy bạn hãy chọn giúp mình là một gói bất kỳ dưới 129.000. Mấy bạn cũng có thể là chọn 20 thỏi vàng, mấy bạn cũng có thể là chọn các bạn được nha. Còn bây giờ là chúng ta sẽ tới với clip chính của ngày hôm nay, đi cho Uni thôi. Get go. Hiện tại là mình mới chợt nhận ra một điều là cái ạc Jun Thúi này không có kết bạn với Uni, chỉ có ạc chính mình mới có kết bạn thôi. Giờ sao ta? Giờ làm sao để cho Uni biết mọi người? Bây giờ là mình đang có hai cái hướng. Một nha, một là mình sẽ ra Facebook mình nhắn tin cho Uni luôn. Mình sẽ giả bộ mình nhắn là Uni ơi, cho anh mượn 50 hay là 100 gì đó để anh nạp game. Rồi lúc đó là kiểu như là Uni sẽ bị ngây ngây liền. Tại hồi giờ là mình chưa bao giờ mình nhắn tin mình mượn tiền ai cả mọi người. Nên là mình sẽ nhắn như thế nha. Nếu mày hên là Uni sẽ cho mình mượn, rồi mình sẽ lấy cái tiền đó mình tặng mini game cho mấy bạn luôn. Còn xui là Uni sẽ tìm là mọi cách để liên lạc với mình. Đó, bây giờ mình sẽ ra mình nhắn tin luôn nha. Tao hả? Rồi tôi đang Facebook của tôi cái để mọi người. Đây đây mọi người thấy không? Hiện tại là mình này này này, cái mặt đáng yêu này. Bây giờ mình sẽ gửi cái icon trước đi. Đó. Đó. Uni ạ. À đây, từ từ. Gì vậy? Bảy chấm hỏi kìa. Bảy chấm hỏi giờ nhắn sao ta mọi người? À Uni ơi. Đó, đầu tiên là phải Uni ơi mọi người. Trời, cái bè này bé on Messenger 24/24 luôn hả trời. Mới nhắn tin cái là bảy trả lời luôn. À bé kêu là sao vậy mọi người? Cho anh mượn. Từ từ nha, cho anh mượn 100k.
nạp game gấp lắm rồi đó. Đó kiểu kiểu thế. Mọi người có thử là ông này cho mượn không nha? Ồ cái này giống làm clip thử lòng dữ chạy, nhưng mà không phải nha, đây là cho nha, không phải thử lòng nha. Anh cần gấp lắm hả? Đúng rồi, mình sẽ ghi đúng rồi nha. Không, mình sẽ ghi cái gì mà kiểu như là hồi giờ mình không nhắn tin kiểu này mọi người, mình sẽ nhắn ký tự. Còn đó, mình thường thường là mình sẽ ghi gấp lắm rồi, nhưng mà đây là mình sẽ ghi gấp lắm rầu đó, rầu. Giờ sao ta? Giờ một là bạn sẽ kiếm mình, hai là bạn làm cái gì đó. Từ từ để mình xem thử. Em gửi gì ấy? Gì cho con này điện tôi luôn mọi người, giờ sao? Tắt luôn. Rồi xong luôn rồi mọi người. Trời ơi, bẻ điện tôi luôn. Giờ là chúng ta sẽ còn là cái phương án thứ hai. Nếu mà bẻ điện như thế rồi á, bạn muốn xác minh là mình có phải là Junbi thiệt hay không? Đó, đôi lúc mà cái Facebook của mình hay bị hack lắm. Bây giờ là mình sẽ tìm cách nhà mình. Một á, là bẻ sẽ nhắn tin là bên bên Zalo của mình nè mọi người. Đó, bẻ tìm cách bẻ nhắn tin với mình. Hai là bẻ sẽ vô Discord để bẻ kiếm mình. Bây giờ là mình sẽ chặn đầu bẻ trước luôn. Mình sẽ vô đây mình chờ bẻ nha. Rồi xong lát nữa là bẻ vô là bẻ kiểu như là ui anh Jun ơi anh bị cái gì đó, là mình đường nào mình cũng biết chắc luôn. Bây giờ mình sẽ vô đây mình đứng mình chờ bẻ. Tôi đứng tôi chờ nha, không biết là bạn có vô không. Nếu mà bạn quan tâm tôi thật sự là bạn mới vô cơ, bạn sẽ tìm một cách để bạn liên lạc với tôi để mình phóng nhỏ lại xuống cho mấy bạn dễ xem cái gì trời đó. Phóng nhỏ xuống đỡ hai cái như này nè, để cho mấy bạn xem khả quan nhất nha. Hiện tại là ngày 16 tháng 12, 9:45, tôi vẫn kỳ vọng là Uni sẽ vô kiếm tôi nhà quan tâm tôi, nhưng mà tới giờ vẫn chưa vô luôn. Thời gian đã trôi qua là 2 phút rồi. Về này về hết thương tôi thật rồi sao? Trời ơi cái gì vậy? Ủa tự nhiên đang đứng đây nói cùng cùng nói điên gì vậy trời? Ủa Chun Chun. Ủa này hả? Đúng rồi em nè. Sao vậy? Ủa anh mới nhắn tin với em à? Ủa nhắn tin cái gì? Anh mới nhắn tin mượn tiền em hả? Tự nhiên hồi giờ anh làm gì có mượn tiền em trời? Ủa em mới thấy tin nhắn anh mượn tiền em, xong rồi em gọi anh thì anh không bắt máy. Nhắn ở đâu? Nhắn cho Mess. À đúng rồi, cái Facebook của anh hôm qua giờ nó bị sao á, hình như là bị ai làm cái gì á, anh vô Facebook không được. Bị mất rồi hả? Anh không biết là bị mất hay không, nhưng mà sáng giờ anh vô đăng nhập không có được. Ta. Anh không biết giờ có cách nào không? Từ từ nha, có khi nào là người ta biết anh liên kết với game xong người ta vô người ta phá không trời? Người ta phá à? Từ từ để em coi thử coi cái nick game của anh nó có ổn không đã. Đấy hả mọi người, hiện tại là mình đã tắt mic rồi này, bây giờ mình sẽ giả bộ mình kích Uni lại luôn. Kích rồi, kích Uni lại luôn rồi. Thôi rồi bây giờ vô game. Kích thêm lần nữa, kích. À, bây giờ là chúng ta phải tập trung chuyên môn nha, chúng ta phải chuyên nghiệp diễn xuất. Còn anh kích em ra hả? Hả? Anh kích em ra hả? Đâu có. Ủa em bị ra 2 lần luôn. Nhưng mà bây giờ là cái ad Facebook của anh vô, anh không biết là các bạn nào hack Facebook của anh hay không. Anh sợ là mất luôn cái ad game của anh đi chứ. Bây giờ là cái ad đó anh vô không được, nên là em hãy kết bạn với ad Jun Thúi đi, để anh tiêu liên với em rồi anh với em xem thử. Em gửi rồi đó. Gửi chưa? Gửi rồi. À em đây, đúng rồi. Đây anh đây Uni ơi, em đâu? Em đứng trên nóc nhà nè. Đâu nóc nhà ở đâu vậy, sao anh không thấy? Nhảy lên đó. Ủa? Nè. Ủa à, hồi nãy anh có nhắn tin với em không? Không, hồi nãy anh không có nhắn tin với em. Hồi tối hôm qua tới giờ anh vô Facebook không được luôn, không biết là bị sao nữa. Thiệt hả? Thiệt luôn mẹ. Hồi nãy là nick của anh nhắn tin cho em mượn em 100.000 để nạp game. Cái gì nick của anh nhắn cho em cái gì? Nick của anh nhắn mượn em 100.000 để nạp game. Trời, hồi giờ em biết mà anh làm gì có mượn tiền ai? Em biết mà, nên là em mới thấy lạ lạ. Xong rồi em gọi thì cái nick của anh nó không bắt máy. Vì em gọi thẳng luôn à? Đúng rồi, em gọi luôn mà. Tại vì bình thường có chuyện gì là mình cũng gọi cho nhau để mình xác nhận mà. Trời ơi, dám mượn tiền. Ủa gì? Vậy bây giờ anh phải làm sao Uni? Từ hôm qua tới giờ anh không vô được Facebook luôn. Cho anh mượn 100k nạp game. Ủa vậy là anh bị mất nick rồi hả? Anh không biết là có bị mất nick thiệt hay không, nhưng mà anh đăng nhập vô kêu là tài khoản của bạn đã bị thay đổi cái gì á, anh vô không được. Thôi xong rồi, có khi nào nó nhắn tin nó mượn tiền bạn của anh không? Ừ hay anh chưa nghĩ tới trường hợp này luôn á. Ở như nó nhắn cho bạn anh không biết là bạn anh cho nó mượn tiền, sau này là kiểu như anh sẽ bị bạn anh giận anh luôn. Ủa gì giờ sao anh nhỉ? Vậy sao ta? Người ta nhắn tin cho em là người ta biết em với anh có chơi game này. Có khi nào là người ta lấy cái nick đó để người ta đăng nhập với cái game này không? Cái gì? Kiểu như là người ta thấy mình chơi game này nè, xong rồi người ta biết anh làm YouTuber luôn, cái người ta lấy nick của anh, người ta vô đây người ta quậy sao? Ừ đúng rồi ha, sao cái trường hợp này mình chưa nghĩ ra trời. Lỡ gì người ta vô ạc của anh, người ta tái chế hết đồ sao Uni? Ủa còn cái nhẫn của em nữa. Cái gì? Lỡ người ta tháo nhẫn của em sao? Trời ơi tôi mất ạc mà bè không lo, bè là cái nhẫn là sao vậy Uni? Ủa cái nhẫn hả?
2.000 kim cương của em. Trời ơi, cái 2.000 kim cương có bao nhiêu tiền đâu trời ơi, người ta lấy cái ad Facebook của anh luôn á, ad Facebook của anh nhiều tiền lắm á trời. Nhưng mà lỡ người ta vô người ta tái chế xong người ta hủy kết bạn hết, xong rồi người ta tháo cái nhẫn ra luôn sao đây? Bây giờ là người ta lấy cái ad của anh, người ta bấm vô chỗ chiếc nhẫn, người ta bấm chia tay là coi như là em mất luôn đúng không? Đâu có cần sự đồng ý của em đâu hả? Đúng rồi. Rồi lỡ như nó chia tay sao ta? Ủa nhưng mà từ từ để em nhìn lại cái nick game của anh đã coi nó có thay đổi gì không? Đúng rồi. Có khi là người ta vô người ta làm cái gì đó hay sao? Đang coi chung với. Nó đổi cái avatar của anh thành hình con mèo. Đâu? Nè. Từ từ để anh kêu xuống à, anh chưa thấy. Ê nó ghi cái gì nữa kêu anh này? Nick này đã đi ra khỏi đảo Kaya. Ủa? Cái gì vậy trời, mất mấy gì? Tôi đang chơi trong game mà kêu tôi đi ra khỏi đảo Kaya. Nó ghi cái gì? Người đàn bị xấu xe độc ác thôi chịu ơi. Ủa? Rồi em có xấu xe độc ác không? Sao người ta ghi vậy? Không, em hiền lành tốt bụng mà. Tốt bụng mà sao người ta vô người ta không chịu nhắn cái gì hết mà người ta ghi là đàn người đàn bà xấu xe độc ác. Vậy là có khi nào là anti của anh với em xong rồi người ta lấy nick vô người ta phá hai đứa mình không? Kiểu như là người ta sẽ ghi vậy đúng không? Xong em đọc được, em đâu có biết là anh đâu. Chứ em giận anh. Mình sẽ ghi là người đàn bà xấu xe độc ác, đăng bài luôn. Ừ đúng rồi ha. Tính ra là cái thằng hacker đó nó cũng ác dễ sợ luôn á trời. Em cũng không biết sao nữa, em đang sợ nè. Rồi xong luôn, kiểu này là xong Winnie này rồi. Rồi xong luôn. Rồi nó sẽ xóa kết bạn với Bo Team luôn. Nó sẽ bấm hủy chia tay với em luôn, mất chiếc nhẫn 2.000 kim cương luôn. Nó hủy thiệt là mất hết mấy cái ngày luôn. Giờ sao chun chun? Em không chịu đâu, lỡ như nó mất cái nhẫn sao? Gì vậy trời? Nó mất cái nhẫn của em. Cái gì vậy bà, làm gì vậy bà, nói cái gì kiểu gì vậy trời? Nó mất cái nhẫn của em rồi. Cái gì mà làm bà khóc luôn trời, trời ơi, cứu bà ơi. Cái gì vậy trời? Em khóc mà anh cười. Nhưng mà anh phải tìm cách đi chứ, không lẽ để nó mất chiếc nhẫn của em. Này mọi người, tôi kích bẫy ra nha mọi người, tôi kích rồi, tôi kích bẫy ra luôn rồi. Tôi không tin là Uni khóc luôn mọi người, nhưng mà chắc là clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi nha. Thì khỏi cho bạn biết luôn, khỏi nói cho bạn biết luôn. Một khi để cho là khỏi cho bạn biết luôn nha mọi người. Chờ khi nào bạn xem clip bạn mới biết coi. Ok, bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Bạn đứng kìa, bye bye.